Chào các bác nhá. Sáng nay thì bên công ty lúa người ta dẫn mình đi câu lúa quanh đấy. Họ bảo là quanh đây cá lớn không có đâu, nhưng mà đi lúa may mắn thì sẽ gặp được một vài con cá lóc gọi là size 2 3 4 5 kg, bảo là thi thoảng có đôi con 50 kg. Cùng nghe cùng hám hám. Họ dẫn theo một cái anh này bảo là chuyến ra câu cá bên này. Không biết tiếng, bắt đầu ngôn ngữ. Còn tí nữa chỉ phiên dịch thế này nha. Mình đi câu thì cũng không dùng phiên dịch nhiều. Tí nữa mấy anh em lại cứ chỉ chọc chọc với nhau thôi. Cứ ném mình ra cái hồ vứt mình đó là được. Xong rồi để cho mình tự câu là được. Đấy, đồ câu của anh kia. Nhìn có vẻ giấy cũng không to lắm. Đấy, chắc là cá không khủng à. Đấy, xe này thì nhỏ. Đây là hộp môi của lão á. Mình thử kiểm tra xem. Măng măng. À, đây rồi. Có mấy con môi nổi. Con nhái, mấy con đuôi xoay. Cùng giống của mình, nhưng mà nhìn các cái sái môi này mình nghĩ là cá không to lắm đâu nhá. Nếu mà cá họ câu hàng ngày. Thanh niên này khá là thích đánh mấy cái con nổi nổi như này. Không đánh môi hơi à? Không đánh môi hơi nhiều, môi hơi có một con. Khiếp, cái con này có cá lười ở sau. Họ chỉ à, thằng này chỉ lại cái môi này. Có lười ở sau rồi lười đến nửa táp phát thì chỉ có lùm thôi. Nhưng mà nhìn là biết là cá sái không lớn đâu. Cứ đi câu thử thôi, không hy vọng nó bắt được cá lười ở đấy. Nhìn cái sái lười này là biết đâu. Với lại những cái lười này nó không thấy. Như kiểu mình mà đi săn hàng các thử các cái lười này mình phải thấy hết lười xìn. Cho nó không thấy. Cũng là mấy môi cơ bản thôi. Không có gì đặc biệt cả. Cảm ơn. 在TikTok上面的网红，有不少有在越南有200万的粉丝呢。哇呀，厉害了！嗯，俺这边找明美国妹呢，你呢？OK，非常。这，不，OK。明能好，我阿妹讲妹，为了，该打你那边呢。 Đúng là một loài cá lạ với lại cái giống cá lóc bên đây là lạ nhá. Loài cá lạ với cái địa hình mới mình chưa bao giờ đánh. Nhất là ở xa như kiểu ở bên Trung Quốc mình phải bay mấy tiếng mới qua đến đấy, thì là cách đánh, cách ăn của con cá hay tập tính của con cá nó cũng khác hoàn toàn. Hỏi lại cái cách đánh của họ. À, cua. 首先的时候啊，对，慢 ，slow，slow，slow，slow。In Vietnam fast。In Thailand fast。Chinese slow rồi, OK, hiểu. Nên là đánh action con mồi của bên này thật là chậm. Thì mình cũng có thấy các cái clip trên mạng người ta đánh action rất là chậm, nhích rất là chậm. Con cá bên này ăn chậm, chứ không như kiểu cá Việt Nam mình kéo veo đớp. Cả Thái Lan kiểu veo đớp. Đó, hiểu vấn đề. Bây giờ ra mình sẽ đánh action theo kiểu rất là chậm. Anh ấy dần mình bao khó luôn để lấy thêm một ít đồ để cấu ra. Bây giờ mình chỉ thiếu một cái leader khỏe nữa là được. Đây là con Yui lúa. Ồ, lấy tâm khoảng số 4 to quá. Mình nghĩ là mình chỉ cần đánh 2.5 là ok. Một đi lúa 2.5. Đưa cho mình một ít môi mềm thôi. Với vài sợi dây linh tinh. Còn con Yui lúa. Là bây giờ lên đường luôn nhá. Ra hồ luôn á. Mình cũng hào hức muốn thử xem con cá lóc Trung Quốc hình thù như thế nào. Mới chỉ xem thôi chứ chưa bao giờ câu được con đó. Ồ,
mấy cái tùm này xây chưa? Quả không là quả này, khắp nơi luôn các bác ạ. Bứt cùng tự do luôn nhá. Tưởng là chỉ có trên clip chứ ở ngoài thực tế đào này nằm đây ngoài bứt rào luôn. Mấy cái canh mà sái quả quả ở tít ngoài xa không với được, bứt đôi quả lẻ này thôi các bác nhá. Ngon lắm. Rồi thấy không ai ăn thế vậy. Mình em vừa đến điểm cầu, bây giờ di chuyển ra hồ các bác. Xét đô các thử sóng rồi. Giống như lúa gạo Việt Nam đúng không? Ở đấy kiểu như đi trong các cái làng làng á. Mình qua đây không mang theo cân nhưng mà vào trong công ty lúa lấy cái lúa luôn này. Dù cũng dù y lúa nhá. Dù y lúa 2.5. Cân y lúa MH. Còn môi thì mình sẽ đánh theo môi của họ. Đấy. Thực ra là đánh con môi khác cũng ok nhưng mà mình muốn đánh theo cái kiểu của họ trước để xem cái tính hiệu quả như nào. Rồi lúc đó biến đổi sau. Vừa qua mà cứ phải theo thổ địa rồi đó. Anh cua anh vừa nói là ở đấy có cá bự nhưng mà không nhiều. Thế là sẽ cố gắng đánh được một con thôi là ok rồi các bác nhé. Xem đến clip ngày trước thì mình cứ tưởng là bên Trung Quốc này nhiều cá lắm nhưng mà thực tế thì không phải đâu. Chỉ có hồ dịch vụ của họ mới nhiều cá thôi. Còn các hình thức đi lùa đi ngoài tự nhiên á, cá không nhiều đâu nhá. Đây, con mồi thì mình xin của họ. Không đánh snap vẫn đánh leader. Leader cứng nhưng mà không đánh quả snap. Là vì không có chứ không phải là không đánh đâu. Con mồi này thì họ có đục một cái lồ đấy này. Con mồi này là nổi hoàn toàn trên mặt nước, có đục cái lồ đấy. Mồi này thì đánh ở Trung Quốc thì có vẻ là ok nhưng mà ở Việt Nam mà đánh những con mồi mà nổi hoàn toàn trên mặt nước này mình thấy không hay. Nói chung là tuy cách đánh của anh em thôi nhưng mà bản thân mình thấy là những con mồi nổi hoàn toàn là không hay. Cả Việt Nam mà thấy con mồi nổi kiểu cứ lùng lẳng trên mặt nước này nó không táp. Hoặc là những con nó dàn là mới táp. Còn như kiểu Việt Nam là kéo như này, xong con cá đuổi theo mình dừng mà action nó chim xong lắc thì nó đáp mạnh hơn so với việc mà dừng nổi nằm im như này. Đến điểm cầu đó có hai xe ô tô ở đó rồi đấy, có người cầu đó. Còn một vấn đề này là mình quên mang cái pin GoPro, sáng sạc xong rồi lại lừa ngừa lại quên mất. Lao cái ông hám cả cày xuống trước, chấp đánh trước, mình sẽ nhìn sau. Hôm nay là mình sẽ đến gần để xem cách đánh của họ trước đi. Học hỏi không bao giờ thưa đúng không? Lúc này mình nghĩ điểm này là không nhiều người câu lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Bên kia 3 nữa là 8 người. Wow. Cùng không dễ gặp lắm đúng không? 8 người cấu đến một cái vùng này. Mà đây là vùng tự nhiên nhá, không phải dịch vụ hay gì đâu nhá. Tự nhiên hoàn toàn á. Gió rất là to. Mình sẽ thử đánh qua môi mềm xem. Bên Trung Quốc thì họ không đánh kiểu này. Họ vẫn cứ đánh chơi nhảy hơi hết. Mình cái giò to là mình cứ phang hơi mềm thử nhá. Biết đâu vẫn máy. But not fit, fit not eat. Can I come along? 3 kilo. No eat. Not eat. Sao vậy thầy? Dấu dầu đó. I see. Đồ má. Muốn chữ Anh Hàn hẹp nhưng mà nói chung là nói chuyện với bọn đây nó vẫn hiểu. We change another fish. Change? Another fish. Ok, go. Ừ.
thay đổi điểm. Chắc mình sẽ nói ông anh ấy đổi điểm thôi. Thầy cá mà không ăn được bác ạ. Thầy cái loại mà sai 3-4 kỳ á, lên lu nổi lên đến thúi á, nhưng mà không ăn môi. Bây giờ đổi vào điểm khác các bác nhá. không hiểu gì luôn. Chắc ba là mấy thằng phải câu ngu như chó cả đây mõm. Hôm nay là nông thôn. Ông ngao được nhiều khoai tây chưa? Điểm cầu đây. Thanh niên nó cầu bị gãy cân đấy. Cầu đai gãy cân à. Nó chứng to đấy có cả to chứ. Đi một ngày trời mà đâu còn có. Rồi, ok phết rồi. Xách lên luôn nhé. Đồ khỏe mà. Ok. Không móm. Con này mà bự chắc chạy gớm lắm á. Chạy khỏe đấy á. Nhỏ nhỏ mà chạy khỏe lắm. Chạy nữa đi, chạy đi.
kiểu khiêu khích nhau á, chép to gớm ấy chứ. Trường hợp bị quá vẫn dùng con này skip được tốt vào mấy cái góc kia, không đẹp mắt lắm nhưng mà nó vẫn đến được mục tiêu. Đôi lúc cũng đẹp đấy chứ. Chín. Ui ui. Mình luôn được con ếch. Ô ếch. Ô vai. Wow, lần đầu tiên trong đời ném skip. Ném môi mềm mà ném thanh skip xuống dưới. Xuống dưới cái gấp này. Đua ra được một con ếch. Ếch to không phải nhỏ nhá. Video. Yeah, yeah, oh, video. Các bác thấy là không? Skip môi mềm mà được luôn một con ếch. Con ếch to luôn chứ không phải nhỏ nhá. Này, con to hơn cả bàn tay của mình một tí này. Đúng là lần đầu tiên trong đời. Skip môi mềm ra con ếch.干嘛啦你？那没有听我拉车，咱都玩玩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 玩
Ây của thằng mạng khỏi đéo mà chạy là Kíp Ây mày Kíp Ây mày Kíp Điều hoa Ây mày Ây mày Điều hoa Điều hoa Điều hoa Tao lấy bây giờ đi Là đi áo nữa à Nhưng mà mày chẳng có thả bèo khu à Mày ba lên thầy con ếch to quá con sơ. Ờ. Thế thì mình nào phải có chứ bạn. Không, không, mình không chứ. Không hội zua, chứ hội zua yến, cái này nào phải chứ bạn. Chứ thì phí bó là được chứ. Giờ đi đâu rồi? À. It. Hào chứ à? Hào chứ à? Hào chứ. À, đây. Không hội chứ. Chạy nhà chứ, chạy vào đây à, không phải. Ê mày, có thể giận chứ. 啊，没话养，这个没话养，啊，这个不能养，这个养不了，这养不活。嗯，明天还来钓。ba thầy tỏ quả ba chơi nhưng mà con này không có độc đó, ăn ok đó. Mình đã hái lại, tao thấy lại đây thì không. Hảo chưa? Hảo chưa? Hảo chưa? Ừ, hảo chưa. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Còn được hai ông cả, mình nói cua là tặng hết mọi người đi chứ, mang về cũng không ăn. Ăn đi, ít. Ăn đâu mà nó khỏe hả? Xe 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 xe. Bye bye. Bye bye.
Đánh mỗi chi na mỏm cả ngày để mình thử đổi qua con chuột xem có ổn nữa không. Vẫn là con chuột bình thường nhưng mà bỏ hết thìa đi. Gì đó? Ui, cá lóc to. Ui, to lắm. Chuỗi hóa chứ. Chuỗi hóa không phải cá lóc. Nó chuỗi hóa các bác ạ. Bỏ cá các bác nhá. Con cá đẹp chưa? Long lanh luôn. Đẹp chưa? Lòng lành chưa? Nhìn nó mê đúng không? Cả này mình bắt cũng không để làm gì cả đâu. Ở đây không sẵn đồ để nấu. Đấy, sao?